Đây là hóa đơn bán ra số 86 ngày 17 tháng 1 với nội dung là xuất bán thành phẩm cho công ty xuất nhập khẩu Trung Anh. Chưa thu được tiền của khách hàng do ở đây hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản và tổng số tiền thanh toán là từ 20 triệu trở lên bắt buộc phải thông qua công nợ và chuyển khoản. Đối với các nghiệp vụ liên quan đến xuất bán thành phẩm, các bạn sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu của công ty xuất nhập khẩu Trung Anh. Có cho tài khoản 5112 làm tăng doanh thu của mảng bán thành phẩm, có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đồng thời, phản ánh giá vốn của bán thành phẩm, các bạn sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 6322 làm tăng giá vốn thành phẩm và có cho tài khoản 155 làm giảm kho thành phẩm khi đưa thành phẩm ra để xuất bán. Một bộ chứng từ đi kèm đối với hóa đơn bán ra số 86 là phiếu xuất kho. Đối với phiếu xuất kho này sẽ phản ánh giá vốn của bán thành phẩm, đồng thời đưa toàn bộ các thành phẩm này xuất ra khỏi kho để bán cho công ty xuất nhập khẩu Trung Anh. Căn cứ vào hóa đơn bán ra số 86 này, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm kế toán MISA như sau. Đối với các chứng từ bán hàng thì các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng và chọn chứng từ bán hàng. Ở đây chúng ta phải nhớ tích chọn là phần một nhỏ bán hàng hóa dịch vụ trong nước và tích vào kiêm phiếu xuất kho đối với xuất bán hàng hóa và thành phẩm. Thì các bạn phải nhớ chọn kiêm phiếu xuất kho để phần mềm cập nhật thêm phiếu xuất và giá vốn. Để tránh trường hợp khi mà các bạn xuất bán thành phẩm hàng hóa mà các bạn không tích vào kiêm phiếu xuất kho thì như vậy khi mà các bạn kiểm tra lại hàng tồn kho sẽ không phản ánh đúng thực tế toàn bộ số lượng trong kho. Ở phần lập kèm hóa đơn này thì các bạn sẽ nhớ tích vào đối với trường hợp mà chúng ta xuất luôn hóa đơn để phần mềm cập nhật thêm phần hóa đơn và phần thuế. Lưu ý đối với các nghiệp vụ liên quan đến xuất bán thì các bạn phải nhớ đi từ trên xuống dưới và đi từ trái sang phải. Phần công nợ này, các bạn sẽ kiểm tra theo như trên hóa đơn, hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản. Đối với thanh toán bằng chuyển khoản thì các bạn nhớ là tích vào chưa thu tiền. Để khi mà khách hàng thanh toán tiền cho công ty chúng ta bằng tài khoản ngân hàng, bằng tiền gửi ngân hàng hoặc bằng tiền mặt thì lúc đó chúng ta sẽ vào phân hệ ngân hàng và phân hệ quỹ để thu lại tiền sau. Ở phần chứng từ ghi nợ các bạn sẽ chọn khách hàng là công ty xuất nhập khẩu Trung Anh. Và lưu ý đối với trường hợp chọn đối tượng khách hàng thì các bạn phải nhớ chọn từ phần chứng từ ghi nợ. Phần mềm sẽ tự động cập nhật sang phần phiếu xuất và hóa đơn để tránh trường hợp các bạn hạch toán xuống thẳng phân hệ hóa đơn để các bạn điền mã khách hàng thì như vậy phần mềm sẽ không tự động cập nhật sang phiếu xuất và chứng từ ghi nợ. Do đó các bạn phải nhớ đi lần lượt từ trái sang phải. Ngày hạch toán, ngày chứng từ theo như trên hóa đơn là ngày 17 tháng 1 năm tài chính. Ở phần mã hàng, các bạn sẽ lần lượt chọn các mã thành phẩm mà công ty chúng ta xuất bán cho công ty xuất nhập khẩu Trung Anh. Túi ân bì đi bao, mã thành phẩm số 06. Số lượng xuất bán là 40. Đơn giá là 520.000. Thứ hai là túi ân bì GY, mã thành phẩm số 07. Số lượng xuất bán là 39. Đơn giá là 880.000. Cuối cùng là túi đeo bụng mã thành phẩm số 08. Số lượng xuất bán là 78. Đơn giá 220.000. Lưu ý đối với phần chọn mã thành phẩm thì các bạn phải chọn đúng thành phẩm theo như trên hóa đơn để tránh trường hợp thành phẩm trong kho chúng ta không có nhưng mà ở phần chứng từ bán hàng các bạn lại chọn sai mã thành phẩm thì để tránh trường hợp là thành phẩm của chúng ta bị âm kho. Tổng số tiền chưa bao gồm thuế 72.280.000. Thuế suất là 10%. Các bạn sẽ sang phần tab thuế chọn thuế suất là. Ở đây thuế suất là 10%, các bạn sẽ sang phần tab thuế chọn thuế suất là 10%, sau đó nhấn phải chuột sao chép cho các dòng dưới. Nghiệp vụ hạch toán liên quan đến xuất bán thành phẩm, nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu của khách hàng, có cho tài khoản 5112 doanh thu của mảng bán thành phẩm
và có trong tài khoản 33311. Lưu ý, đối với tài khoản thuế giá trị gia tăng, các bạn không được phép thay đổi và sửa để tránh trường hợp khi lên tờ khai, phần mềm sẽ không tự động cập nhật lên. Ở phần 3 nhỏ giá vốn, đối với xuất bán thành phẩm thì phản ánh doanh thu và đồng thời phản ánh giá vốn. Tài khoản kho sẽ là kho 155, nghiệp vụ hạch toán nợ cho tài khoản 6322, có cho tài khoản 155. Ở phần đơn giá vốn và tiền vốn, khi mà các bạn tính giá xuất kho, tính giá thành, phần mềm sẽ tự động cập nhật. Ở phần 4, thống kê và phần 5 nhỏ các bạn bỏ qua. Tổng số tiền thanh toán lúc này là 79.508.000, đã khớp với cả hóa đơn. Sang phần tab hóa đơn, các bạn sẽ điền số hóa đơn. Ở đây hóa đơn bán ra của chúng ta số 86. Hạch toán xong, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin, ngày hạch toán, ngày chứng từ, số hóa đơn, các nghiệp vụ hạch toán và kiểm tra lại công nợ xem các bạn đã hạch toán đúng hay chưa. Kiểm tra lại các tài khoản doanh thu, đồng thời các tài khoản giá vốn. Đối với trường hợp khi mà các bạn hạch toán liên quan đến xuất bán thành phẩm mà tài khoản doanh thu thể hiện 5111 tương ứng với doanh thu của bán hàng hóa hoặc 5113 doanh thu của bán dịch vụ thì lúc này các bạn phải kiểm tra lại xem các tài khoản lúc mà các bạn tạo mã thành phẩm, các bạn đã chọn đúng tài khoản doanh thu và giá vốn hay chưa. Các bạn có thể vào phần danh mục vật tư hàng hóa và kiểm tra đến phần tính chất, chọn là thành phẩm và kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản doanh thu và các tài khoản giá vốn xem mảng bán thành phẩm của chúng ta đã chọn đúng tài khoản hay chưa. Để tránh trường hợp các hóa đơn sau, các bạn chọn mã tài khoản doanh thu và chọn mã sai tài khoản giá vốn. Thì như vậy, khi mà lên báo cáo tài chính sẽ không phản ánh đúng hai tài khoản đó. Hạch toán xong thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 86 ngày 17 tháng 1 với nội dung là xuất bán thành phẩm trên phần mềm kế toán MISA.